chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục một ngày là trời giông to, mưa lớn, hơi sóng to, gió lớn. Xin lỗi các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn mọi người xem những cái hành trình của những chiếc tàu hủy xịp để chuẩn bị ra cho một cuộc đánh bắt bắt đầu với những cái pha rất là mạo hiểm. Các bạn thấy cực kỳ là nguy hiểm chưa? Đó, thì cái lúc biển động vô bão thế này thì mới gọi là có cá có tôm nha, cho nên thì nó vô cùng nguy hiểm. Cái ốc phi này mình thực hiện cực kỳ là nó ồn, cho nên mọi người xem thông cảm cho mình ha, vì cái sức gió bên ngoài rất là dữ. Ồ, các bạn thấy không? Bây giờ thì chiếc tàu này của chúng ta đang bon ra ngoài để chuẩn bị cho một cuộc ủi xẹp thả lưới gì đó. Ốc phi này mình thực hiện rất là xa. Bắt đầu tàu chuẩn bị nhảy rồi này. Má ơi, tay giờ em luôn. Nó nhảy rồi này các bạn. Đó. Trời ơi, hú hồn quá vậy á. Nè, các bạn xem nha. Bắt đầu 2 3 nhảy thôi. Nhảy. Đó, đưa nguyên con tàu lên luôn, thấy chưa? Các bạn thấy không, chỉ vì chén cơm không đâu phải là dễ đâu ha. Cực kỳ là khó và gian nan cho mấy anh. Đây là một cơn bão số 5. Theo đài ảnh hưởng thì đây là một cái cơn bão cũng phải nói là tương đối mạnh á. Các bạn xem kìa. Nó cứ lên xuống đều vậy, hỏi làm sao ai sẽ là người chịu nổi cho nó. Chỉ có mấy anh đi biển thì mới có thể chịu nổi được những cái chặng đòn gọi là của thiên nhiên ban tặng. Nó cứ lên xuống hoài kìa. Ồ, má ơi, dã man chưa, đó bắn xịt xịt nước luôn thấy không. Đây phải nói là cực kỳ xa luôn này. Úi giời ơi. Đó các bạn thấy không? Đó, đó, ghê chưa? Có thể nói là vô cùng nguy hiểm và vất vả ha. Nè. Đó, bây giờ thì trời đã hết mưa rồi, bây giờ chỉ còn sóng rất là mạnh. Anh đã lái vô lăng, anh ngồi tỉnh khô phía sau luôn kìa. Đó, bắt đầu nhảy thôi. Đây, ảnh đang chuẩn bị càng buồn để đi lên trên những con sóng để đi tiếng ngoài khơi ha. Có thể nói là cái tiếng gió cực kỳ ồn, các bạn thông cảm cho mình nha. Thôi thì bắt đầu cho một cơn sóng chuẩn bị nhảy. Wow, wow. Sức là dã man và khủng khiếp. Đó, bắt đầu anh chuẩn bị nhảy, quá trời nhòe rồi. Nó. Ghê chưa? Các bạn xem những cái cơn sóng như thế này này. Sóng ầm ầm đen xì hết trơn. Cả các đất trời đen thui hết. Từng cơn sóng hót cuộc hót gan chưa? Hết sức là ghê ha. Giống như đang thử thách với thiên nhiên vậy các bạn. Kìa. Ôi ôi. Wow. Đây bây giờ thì ảnh tiếp tục cuộc hành trình của ảnh, không biết đi tới đâu ha. Cái anh mấy anh ghe này. Máy quay này mình zoom phải nói là hết cỡ rồi các bạn ơi. Cho nên mình hy vọng là mình quay cái chỗ nào sai sót thì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Thì mình cũng rất là khó thực hiện được những cái đoạn phim như thế này. Một là dầm mưa, hai nữa là mình sẽ đứng ngoài trời á. Nên nó cực kỳ là khó quay, nhưng mà mình phải gắng để kiềm chế cái tay mình cho chuẩn để cho gửi đến những hình ảnh cho cực kỳ tốt đến cho mọi người xem. Bây giờ thì chiếc tàu đã quay đầu và chuyển hướng. Lắc lư nữa kìa. Bây giờ thì gió càng lúc càng mạnh và cái độ ảnh hưởng của một chiếc ghe thì đó là quá là nguy hiểm ha. Đây các bạn hãy nhìn những cái cơn sóng mà
kinh khủng khiếp chưa nè, rất là dữ ha. Qua đây nữa nè, sóng nó đánh nhiều lúc là lên tới trên mé này luôn á các bạn. Wow, giống như sóng thần vậy. Đâu không nè, quá dữ rồi. Khiếp, nước đen ngòm đục ngầu hết. Đó là kia sóng thần ở đằng phía đó quá trời, cái nào nó cao cao các bạn nè. Trời, cái lúc mà trời yên ở chỗ này nhìn rất là đẹp ha. Và hôm nay biển động thì rất là dữ dội. Cho mọi người xem phần tiếp theo là coi có chiếc ghe nào đi ra đây không. Sẽ rất là mạnh ha. Đây bây giờ thì cho các bạn xem chiếc ghe tiếp theo chuẩn bị đi ra ngoài kia đánh bắt nè. Có một điều khá là thú vị ha, tại sao trời mưa mà nhiều ghe nó người ta đi ra như vậy. Mình nghĩ là chắc là có nhiều cá ở trên nó đi lên á, nhiều cá dưới đồng nó đi lên đó các bạn. Các bạn xem kìa, hãy cùng xem cái pha nhảy tự sướng của những chiếc ghe. Bây giờ thì chưa nhảy nhưng mà ra ngoài kia chút xíu nó sẽ nhảy ha. Điều đó là tất nhiên rồi. Bầu trời trên kia vẫn là một đám mây rất là u ám và khó chịu. Nguyên thiên bồng nguyên sói cũng chuẩn bị xuất hiện nữa rồi đây. Đó, bắt đầu nhảy nha. Đó, đó bắt đầu ra đó, bắt đầu hơi hơi tăng tăng rồi đó. Bây giờ thì chưa đâu, chút nữa đây các bạn sẽ cùng xem ha. Giống như một điệu nhảy tango vậy. Đó, lên thôi là lên thôi. Các bạn thấy chưa, mình nói có sai đâu. Ra đó mới thử thách của những cơn sóng ấy các bạn. Tại vì khi còn trong mé thì chưa có sóng, ra ngoài kia bắt đầu sóng mới dữ. Đó, xịt nước rồi thấy không? Nó má ơi, hồn vía lên mui, tàu bay. Kìa, tàu bay kìa. Quá dã man ha. Sóng thì vẫn ầm ầm, mưa thì vẫn queo queo, gió thì hù hù luôn. Đó. Bạn thấy ghê chưa? Gặp cảnh này thì thương sao những người đi biển. Tại đó là một cái sức gió cực kỳ ồn luôn các bạn. Quá ghê ha. Ê, ghê chưa? Đó, tàu bự thì sóng bự mà tàu nhỏ thì sóng cũng nhỏ ha.
Đầu nhỏ sống cũng bự luôn chứ không phải là nhỏ nữa kìa. Đấy các bạn nghe không? Mỗi một cơn bão thì đều có một cơn sóng đều khác nhau. Mỗi một chiếc tàu thì cũng có một điều gì khác nhau luôn. Đây là những cái kinh nghiệm những anh em đi biển thì người ta phải dám trong tay công thì chứ non non cơm như mình nên nó chỉ có bạn ăn cũng không xong qua gió. Quay tới quay cho mọi người xem chút nữa nha.